Chỉ hơn 20 ngày, Nga mất 40% hệ thống phòng thủ S-400 ở Crimea. Những đòn tấn công bất ngờ từ phía Ukraine đang gây ra những tổn thất không nhỏ cho các lực lượng Nga tại Crimea, đặc biệt là tổn thất về phương tiện quân sự. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, để bảo vệ khu vực bán đảo Crimea mà quân đội Nga đang kiểm soát, họ đã bố trí tới 5 khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 cùng các hệ thống radar phòng không hiện đại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng gần đây, Ukraine đã phá hủy hai khẩu đội phòng không hiện đại S-400. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng Mỗi lần Ukraine phá hủy một tổ hợp S-400 đều cho thấy sự yếu kém trong công tác phòng thủ của hạm đội Biển Đen tại khu vực cảng Sevastopol. Vụ tập kích đầu tiên diễn ra vào ngày 23 tháng 8 đã phá hủy khẩu đội S-400 mà Nga bố trí ở khu vực Kep, Chakrakut, trên bờ biển phía tây bắc của bán đảo Crimea. Ngày 14 tháng 9, một khẩu đội S-400 khác cách thành phố Jepratoria, gần 60 km về phía nam, cũng đã trở thành mục tiêu tiếp theo bị phá hủy. Vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công trên được Ukraine cho biết chính là tên lửa hành trình chống hạm phóng từ mặt đất R-360 Neptune, phiên bản mới nhất, được sửa đổi để tập kích tổ hợp S-400 của Nga. R-360 Neptune được Viện Thiết kế Launch của Ukraine lần đầu tiên công bố tại một triển lãm quốc phòng ở thủ đô Kiev năm 2014. Tên lửa Neptune cũng chính là vũ khí đã đánh chìm tàu tuần dương hạm Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen vào tháng 4 năm 2022, đánh dấu thành công đầu tiên của vũ khí này. Phiên bản đầu tiên của Neptune chỉ có tầm bắn 280 km và mang theo đầu đạn nặng 150 kg. Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi tầm bắn tăng lên đến 400 km mang theo đầu đạn nặng 350 kg. Ukraine mở đường cho phi đội F16 trong tương lai. Mục tiêu trước mắt của Hải quân Ukraine trong việc tấn công vào những tổ hợp S400 là nhằm dọn đường cho lực lượng không quân của họ tấn công vào hạm đội Biển Đen đang neo đậu tại Sevastopol do Nga kiểm soát. Các vụ tấn công gần đây của Ukraine bằng tên lửa Neptune đã dẫn đến sự thiếu hụt các đơn vị S-400 được Nga bố trí bảo vệ cảng Sevastopol, nên khả năng bảo vệ của hạm đội Biển Đen đã bị tổn hại đáng kể. Vì sao S-400 thất bại trước R-360? Hệ thống phòng không S-400 là một trong những vũ khí tiên tiến và có năng lực nhất trên thế giới, được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa, bao gồm cả tên lửa hành trình như R-360 Neptune. Tuy nhiên, hiệu quả của các hệ thống phòng không dù tiên tiến hiện đại đến đâu cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kịch bản giao chiến cụ thể, chiến thuật tấn công mà đối phương sử dụng và khả năng chống trả của tên lửa. Trường hợp tổ hợp phòng không S400 thất bại trước R360 Neptune đã có một số lý do được giải thích như sau. Lý do đầu tiên khiến S400 thất bại có thể là các chiến thuật được Ukraine áp dụng. Tên lửa R360 Neptune được biết có khả năng cơ động tốt ở độ cao thấp, vì vậy việc phát hiện và đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn. Một yếu tố khác có thể góp phần dẫn đến thất bại của S400 đó là các biện pháp đối của R360 Neptune. Tên lửa hành trình này sử dụng nhiều biện pháp khác nhau như gây nhiễu radar hoặc tung ra nhiều mồi bẫy để gây nhầm lẫn và né tránh các hệ thống phòng không của Nga. Lý do tiếp theo có thể bắt nguồn từ những hạn chế cố hữu của chính hệ thống phòng không của Nga, mặc dù S-400 rất hiện đại nhưng chẳng có hệ thống phòng không nào là hoàn hảo tuyệt đối. Luôn có những lỗ hổng hoặc điểm yếu, tiềm ẩn có thể bị khai thác. Có thể thiết kế hoặc đặc điểm bí mật nào đó của R-360 Neptune đã đặt ra thách thức quá lớn khiến cho radar và tên lửa S-400 không được tối ưu hóa để chống lại hiệu quả Tên lửa R-360 Neptune, tên lửa hành trình R-360 Neptune của Ukraine là hệ thống tên lửa chống hạm hiện đại. Nó được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước và các mục tiêu hải quân ở khoảng cách lên tới 280 km. Tên lửa này là bước tiến đáng kể trong khả năng phòng thủ của Ukraine và thể hiện một bước tiến lớn cho công nghệ tên lửa nội địa của nước này. Tên lửa hành trình R-360 Neptune hoạt động bằng cách kết hợp dẫn đường quán tính và dẫn đường bằng radar chủ động. Nó được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, cung cấp lực đẩy trong suốt chuyến bay hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng các điểm định hướng được lập trình sẵn và cập nhật radar để điều hướng tới mục tiêu. Khi nó đến gần mục tiêu, radar tìm kiếm chủ động sẽ đảm nhận việc tiếp cận mục tiêu một cách chính xác. Về vật liệu, tên lửa hành trình R360 Neptune được chế tạo chủ yếu bằng vật liệu composite, nhẹ và bền. Những vật liệu này mang lại tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao, cho phép tên lửa đạt được tầm bắn và khả năng cơ động cao hơn. Việc sử dụng vật liệu tổng hợp cũng giúp giảm tiết diện radar của tên lửa, khiến hệ thống radar đối phương khó phát hiện và theo dõi hơn. Tên lửa hành trình R360 Neptune được trang bị cảm biến và vũ khí tiên tiến để nâng cao hiệu quả tấn công. Tính năng tìm kiếm radar chủ động của tên lửa có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu ngay cả trong điều kiện môi trường phức tạp. Đầu đạn của tên lửa được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của tàu hải quân hiện đại, đảm bảo gây sát thương tối đa khi va chạm. Ngoài ra, tên lửa có thể thực hiện các động tác lẩn tránh để chống lại các biện pháp đối phó của đối phương và tăng cơ hội tiếp cận mục tiêu thành công. Khả năng xe tăng M1 Abrams giúp Ukraine tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông. Xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất sẽ là sự bổ sung có giá trị cho quân đội Ukraine trong bối cảnh Kiev tiếp tục đẩy mạnh phản công. Dù khả năng tạo ra bước ngoặt trên chiến trường ở Ukraine của loại xe tăng này vẫn chưa được minh chứng rõ ràng. M1 Abrams có giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường? Theo chuyên gia phân tích quân sự Mitchell Breck, dù sự xuất hiện của xe tăng Abrams tại tiền tuyến sẽ tăng thêm sức mạnh cho cuộc phản công của Ukraine nhưng chúng sẽ chỉ hiệu quả nếu khi ép sử dụng tốt cùng với các chiến thuật phối hợp vũ khí. vào đầu năm nay, mỹ đồng ý viện trợ 31 xe tăng chủ lực M1A2 Abrams cho ukraine sau nhiều tháng từ chối yêu cầu này. lầu năm góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 được tân trang lại. một số đồng minh phương tây cũng đã cung cấp cho ukraine các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 2 và Challenger 2. Dù xe tăng Abrams là sự bổ sung có giá trị cho Ukraine, nhưng 31 chiếc xe dường như không đủ để thay đổi đáng kể diễn biến trên chiến trường, ông Peck nói. Một số chuyên gia quân sự bày tỏ sự hoài nghi về những lợi thế của Ukraine sau khi được trang bị thêm một loại xe tăng mới vào lực lượng vũ trang trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev diễn ra không như mong đợi. Về mặt quân sự, tôi nghĩ Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức hơn là lợi thế khi có thêm xe tăng mới Marina Menon, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học King's College London cho hay. Ngày 19 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết xe tăng Abrams của quân đội Mỹ sẽ sớm đến Ukraine và họ sẽ bổ sung thêm khả năng bọc thép đáng gờm khác để loại xe tăng này tham gia chiến đấu cùng những chiếc Leopard đã có mặt trên chiến trường. Các nhà quan sát cho rằng mùa đông sắp tới với thời tiết không thuận lợi sẽ khiến cuộc phản công trở nên khó khăn hơn. Quân đội Ukraine cần phải cân nhắc kỹ lưỡng việc tham chiến của những chiếc M1 Abrams khả năng chiến đấu của xe tăng Abrams có thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết dọc chiến tuyến. Vào mùa đông, lực lượng Ukraine sẽ phải đối mặt với những trận mưa lớn có thể khiến các con đường đầy bùn lầy và thời tiết băng giá khiến các hoạt động chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, chuyên gia Peck cho biết xe tăng Abrams hoạt động tốt nhất trong điều kiện thời tiết khô giáo sẽ là một thử thách đối với Ukraine khi đưa xe tăng Abrams tham gia các hoạt động chiến đấu trong điều kiện bùn lầy và tuyết. Một số khu vực còn có nhiều sông suối Tuy nhiên, Ukraine không tỏ ra e ngại trước những khó khăn vào mùa đông. Thiếu tướng Kirill Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của Ukraine cho biết, cuộc giao tranh sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác. Chiến đấu trong thời tiết lạnh, ẩm ướt, bùn lầy sẽ khó khăn hơn, nhưng chiến dịch tấn công sẽ tiếp tục trên mọi mặt trận. Trong tuần qua, các quan chức Ukraine cho biết dù chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine tập trung vào khu vực phía nam Zaporizhia, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở phía đông khu vực Donetsk gần thành phố Bắc Mớt. Đầu tháng 9, các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên trong hệ thống cứ điểm của Nga ở tỉnh Zaporizhia. Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev hiện đang ở giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai quanh thị trấn Chobotin. Ukraine sẽ hy vọng sử dụng xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp để tiếp tục tiến về phía Nam, tới thành phố Chokmak hiện do Nga kiểm soát, sau đó tới Melitopol và cuối cùng là hướng tới biển Azov. Việc sử dụng xe tăng Abrams ở Zaporizhia sẽ không đạt hiệu quả cao khi mùa mưa bắt đầu vì những chiếc xe tăng này có thể bị mắc kẹt trong bùn. Các phương tiện hỗ trợ cũng có thể bị kẹt. Điều này sẽ gây bất lợi cho Ukraine, chuyên gia Meron cho hay. Thách thức của M-1 Abram trên chiến trường Ukraine Theo Newsweek, Ukraine cũng cần phải xem xét việc sử dụng hợp lý ba loại xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhau của phương Tây trên chiến trường. Việc sử dụng ba loại xe tăng ở những nơi như Zaporizhia sẽ tạo ra thách thức về mặt hậu cần. Điều này có thể gây áp lực cho hệ thống hậu cần của Ukraine mà Nga đang cố gắng nhắm tới và nếu thành công, lực lượng của Moscow có thể khiến các xe tăng Abram, Challenger hoặc Leopard do các đồng minh phương Tây của Kiev cung cấp không thể hoạt động hết khả năng, bà Mero nói. Ngoài ra, việc bảo trì cho xe tăng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong môi trường mưa và bùn lầy. Bùn có thể tích tụ bên ngoài các bộ phận của xe, đòi hỏi phải vệ sinh và bảo trì xe tăng thường xuyên hơn. Một vấn đề khác đối với M1 Abram là loại xe tăng này sử dụng nhiều nhiên liệu, bà Mero nói thêm ngay sau khi mỹ cam kết chuyển giao abram cho ukraine các nhà phân tích cho rằng loại xe tăng này ngốn nhiên liệu có thể gây ra một số vấn đề cho ukraine có một loại nhiên liệu cụ thể cung cấp cho xe tăng abram và chúng tôi phải đảm bảo rằng nguồn nhiên liệu đó có sẵn cho ukraine người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby cho biết một vấn đề khác là ukraine cần có đủ đạn dược cho nhiều loại xe tăng khác nhau do phương tây cung cấp không phải tất cả các xe tăng đều sử dụng cùng một loại đạn và nguồn đạn dược không phải lúc nào cũng có sẵn bởi vậy nếu quân đội ukraine không nhận được số lượng đạn dược cần thiết điều đó sẽ làm giảm tính hữu dụng của xe tăng abrams hoặc bất kỳ loại xe tăng nào khác bà Meron cho hay những chiếc xe tăng abrams khi xuất hiện trên chiến trường sẽ phải đối mặt với hệ thống phòng thủ vững chắc của nga không biết liệu xe tăng abrams có thể vượt qua các bãi mìn và phòng tuyến răng rồng của nga ra sao các lực lượng nga có rất nhiều vũ khí chống tăng và mìn chống tăng những thứ đã gây tổn thất cho xe thiết giáp của ukraine shinjapex nói